Xin chào tất cả các bạn. Canada là một trong những nước đào tạo ngành truyền thông tốt nhất trên thế giới. Vì vậy, khi học ngành truyền thông tại Canada, du học sinh sẽ được tham gia các khóa thực tập để tích lũy thêm kinh nghiệm và rèn luyện thêm kỹ năng thực tế. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu rõ hơn tại sao nên chọn ngành truyền thông khi du học tại Canada các bạn nhé. Tại sao nên chọn ngành truyền thông khi du học tại Canada? Canada là địa điểm lý tưởng của du học sinh khi theo học ngành truyền thông, với cơ sở vật chất tốt và chương trình đào tạo được các chuyên gia đánh giá cao. Chương trình học ngành truyền thông tại Canada luôn được đổi mới và nâng cấp. Vì vậy, sinh viên có nhiều cơ hội trong vấn đề lựa chọn ngành nghề riêng cho mình trong các lĩnh vực như quan hệ công chúng, truyền thông đa phương tiện, báo chí, và vẫn được học những kỹ năng cơ bản của chuyên ngành khác để bổ trợ. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể học thêm về ngành thiết kế, sản xuất truyền hình, viết sáng tạo để tổng hợp các kiến thức chuyên môn và có những kỹ năng phù hợp nhất với bản thân. Khi học ngành truyền thông tại Canada, bạn còn có cơ hội tham gia các chương trình cần thiết như chương trình hợp tác, trao đổi với ngành trong trường và các trường trong nước. Các khóa học này được thiết kế để đào tạo sinh viên luôn sẵn sàng cho định hướng nghề nghiệp tương lai của mình. Đặc biệt tại Canada, sinh viên có rất nhiều cơ hội để tham gia các chương trình thực tập hưởng lương COP để tích lũy thu nhập và kinh nghiệm làm việc. Truyền thông là ngành tổng hợp với nhiều chuyên ngành như marketing, quản lý, kinh doanh. Tại Canada, một cử nhân truyền thông sau khi tốt nghiệp sẽ đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, từ truyền thông doanh nghiệp, trợ lý quản lý nhãn hàng, chuyên viên chăm sóc khách hàng, chuyên viên sáng tạo nội dung, đến các lĩnh vực marketing, nhân viên marketing, chuyên viên viết lời quảng cáo. Một số trường đào tạo ngành truyền thông tốt nhất tại Canada: trường cao đẳng Centennial College. Centennial College nằm ở thành phố Toronto, Ontario. Hiện trường phân ra thành 8 phân trường học thuật chuyên sâu, với tổng số 16.000 sinh viên theo học. Trong đó có khoảng 5.000 sinh viên quốc tế đến từ 100 quốc gia khác nhau trên thế giới. Các chuyên ngành truyền thông được đào tạo tại trường: quản lý quảng cáo và truyền thông tiếp thị, quản lý truyền thông tương tác, quảng cáo và quản lý truyền thông xuất bản báo chí, sách. Trường Đại học Lethbridge nằm ở thành phố Lethbridge thuộc bang Alberta. Hiện trường có hơn 8.500 sinh viên đến từ 87 quốc gia trên thế giới. Chương trình đào tạo các chuyên ngành truyền thông tại trường: nghệ thuật truyền thông và phương tiện truyền thông mới. Đại học Victoria là ngôi trường tốt nhất tại Canada và đứng thứ 11 toàn thế giới trong số những trường đại học có tuổi đời dưới 50 năm. Tiêu chí của trường là luôn luôn khuyến khích sinh viên sáng tạo và đổi mới. Ngành truyền thông thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn chính là một trong những lĩnh vực đào tạo mũi nhọn của trường. Đại học Alberta, tọa lạc tại thành phố Edmonton, sở hữu khu học xá an toàn, thân thiện, nhiều dịch vụ hỗ trợ lý tưởng. Trường là sự lựa chọn của gần 4.000 sinh viên, trong đó có tới 7.000 sinh viên quốc tế đến từ 164 quốc gia khác nhau trên thế giới. Đại học Alberta được đánh giá là môi trường đa văn hóa và thích hợp cho các hoạt động nghiên cứu đột phá. Một số chuyên ngành bao gồm trong ngành truyền thông tại trường như quản lý truyền thông tương tác, quảng cáo và quản lý truyền thông. Để biết thêm thông tin chi tiết tại sao nên chọn ngành truyền thông khi du học tại Canada, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, theo địa chỉ chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, với số điện thoại 028 38 48 4879, hoặc chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, với số điện thoại 028 38 38 2080. Lưu ý, Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội.